Em test cho các bác nghe thử bát của Chef Win Vega E715 bát 40 nha. Em test bằng bộ kéo đẩy có 175W thôi các bác nhé, với xẻo vin là như vậy, chỉ cần công suất nó tầm tầm thôi là có thể đánh được những cặp loa có đường kính bát cực kỳ lớn này. Lô này em về rất là nhiều bát 40, đấy, đặc biệt là dòng E em đang test cho các bác, E715. Dòng E nó có 715, 315, nó là bát 40 đấy. Dòng này thì các bác kết hợp được chơi được rất là nhiều các dòng nhạc, kết hợp được cả hát luôn, loa rất là đẹp, chất màng đẹp, tuyển chọn rồi các bác. Dòng này các bác chơi không cần dùng súp nhé, vừa rồi em test là test direct luôn, trực tiếp từ điện thoại với một chiếc power 175W. 175W là 175W tổng đấy. Cái dòng sạc pin thì độ nhạy nó tốt, chơi nó không ăn công suất, anh em chơi hết sức là yên tâm. Bộ kéo đẩy này, bộ kéo đẩy này thì ngoài chục chút thôi. Bát đánh rất hay. Rồi, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.